Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trong khuôn khổ video này tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn làm thế nào chúng ta bảo vệ những cây cảnh của chúng ta. Thì như chúng ta đã biết á, thì vấn nạn mất trộm cây cảnh hiện nay vô cùng nhức nhối, không chỉ ở các thành phố lớn mà cả những vùng nông thôn sâu. Thì thông thường để bảo vệ cây cảnh chúng ta là chúng ta dùng những cái dây lồi tối như thế này để chúng ta quấn quanh cái gốc cây cảnh chúng ta, sau đó dùng cái ổ khóa để khóa lại. Tuy nhiên đây là một việc làm không đem lại hiệu quả cao, bởi vì chi phí đầu tư rất lớn, đồng thời là cái khả năng bảo vệ của chúng rất là thấp, bởi vì những kẻ trộm liều lĩnh thì bao giờ cũng chuẩn bị những cái trang thiết bị để mà chúng cắt khóa cũng như cắt dây tối. Chính vì vậy là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cũng như giới thiệu chúng ta một cái sản phẩm rất là hay để chúng ta bảo vệ cái cảnh chúng ta, rất là đơn giản. Chúng ta dùng cái hệ thống dây điện quấn xung quanh cái gốc cây cảnh của chúng ta, quấn thật chặt, sau đó là chúng ta sẽ truyền cái dây dẫn vào cái hệ thống điều khiển chính của chúng ta. Như thế chúng ta quan sát trên màn hình đấy, và sau đó là chúng ta sẽ tiến hành nối với hệ thống. Ở đây là bộ điều khiển thiết kế rất là gọn ở trong một cái hộp như thế này, thích hợp sẵn cái bộ báo động. Khi chúng ta cấp nguồn cho cái bộ điều khiển này thì khi kẻ trộm thực hiện cái hành vi là cắt cái dây điện thì ngay lập tức hệ thống này sẽ phát ra tiếng động. Với tiếng kêu như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể là biết được tên trộm là đang cắt dây. Chính vì vậy là chúng ta sẽ can thiệp kịp thời. Thì cái bộ điều khiển này chúng ta có thể lắp đặt ở trong phòng khách hoặc là thậm chí trong phòng ngủ chúng ta, để khi mà kẻ trộm cắt dây lấy cây cảnh chúng ta thì chúng ta sẽ nhận biết ngay và can thiệp kịp thời. Để cho kẻ trộm giật mình hoảng sợ khi biết mình đã bị phát hiện thì chúng ta có thể lắp đặt một cái loa công suất siêu lớn như thế này với âm thanh là 130 decibel. Thì khi kẻ trộm thực hiện cái hành vi là cắt dây điện thì ngay lập tức còi báo động này sẽ phát ra âm thanh rất là lớn để hù dọa chúng, và chúng sẽ bỏ cái ý định thực hiện cái hành vi. Bây giờ chúng ta quan sát và theo dõi âm thanh của nó ha. Khi phát ra âm thanh nó rất là lớn. Đây, khi kẻ trộm cắt dây điện thì chúng ta nghe âm thanh nó phát ra. Thì với cái âm thanh siêu lớn 130 decibel này thì kẻ trộm sẽ không bao giờ thực hiện được tiếp cái hành vi của mình và ngay lập tức bỏ chạy, để lại cái cảnh chúng ta an toàn. Thì với cái hệ thống báo động này chúng ta hoàn toàn có thể là chỉ một hệ thống duy nhất mà chúng ta hoàn toàn có thể là bảo vệ cho nhiều cây cảnh, thậm chí là hàng chục và hàng trăm cây cảnh cùng một lúc. Chỉ cần chúng ta đi dây điện quấn xung quanh cái gốc cây là như thế chúng ta đã có thể bảo vệ cây cảnh chúng ta một cách an toàn. Thì hệ thống này tôi đã thiết lập sẵn và có thương mại. Chính vì vậy nếu như cả nhà ai có nhu cầu thì hãy xuống phần mô tả để lấy số điện thoại và liên hệ trực tiếp với tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại chúng ta ở những video tiếp theo.